Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa với những thông tin đáng chú ý sau. Hơn 900.000 học sinh Thanh Hóa hân hoan bước vào năm học mới. Bão số 3 mạnh lên thành siêu bão, Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp. Từ ngày 16 tháng 9, ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng điện thoại 2G only. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Hòa chung không khí náo nức đón chào ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong cả nước. Hôm nay, hơn 900.000 học sinh các cấp học của tỉnh Thanh Hóa bước vào ngày khai giảng năm học mới 2024-2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự chung vui khai giảng tại các trường trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã dự và đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lê Lợi, huyện Thọ Xuân. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường. Tại huyện Quảng Xương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lại Thế Nguyên dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đánh hồi trống khai trường và tặng hoa chúc mừng các học sinh và thầy cô giáo. Dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã tặng hoa chúc mừng nhà trường khai giảng năm học mới. Cũng trong sáng nay, các đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đào Xuân Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng đã đến tham dự lễ khai giảng tại các trường trên địa bàn tỉnh. Ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 được tổ chức với tinh thần gọn nhẹ, lấy học sinh làm trung tâm, thể hiện sự đồng lòng của các địa phương trong toàn tỉnh. Sau phần nghi thức truyền thống, giáo viên và học sinh lắng nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới và tiếng trống khai trường rộn rã báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Năm học 2024-2025 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương được bắt đầu với rất nhiều nhiệm vụ và thử thách lớn, cũng là năm trọng tâm của quá trình đổi mới giáo dục. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo và sự quan tâm của toàn xã hội, năm học mới này sẽ hứa hẹn thu được rất nhiều quả ngọt. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gần 2.200 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, tổng trị giá quà tặng hơn 1,4 tỷ đồng. Các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà là sách vở, đồ dùng học tập, tiền mặt và trao kinh phí đỡ đầu cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các cháu có thêm nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thọ Xuân đã trao quà cho 92 cháu. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt, tặng quà, nhận đỡ đầu 50 cháu tại thị xã Nghi Sơn, các huyện Hà Trung và Quảng Xương. Các cấp Hội Phụ nữ huyện Hậu Lộc thăm và tặng quà cho 66 cháu. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn phối hợp tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, trao kinh phí đỡ đầu 11 cháu. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh phối hợp với Công ty Long Thanh trao quà cho 150 cháu, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng. Ngoài ra, trong lễ khai giảng năm học 2024-2025 diễn ra sáng nay, ngày 5 tháng 9, toàn tỉnh có 462 mẹ đỡ đầu đăng ký đưa đón con đỡ đầu có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Sự quan tâm và những phần quà nhân dịp đầu năm học mới của các cấp hội phụ nữ, các nhà hảo tâm, đơn vị nhận đỡ đầu đã giúp các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thêm nghị lực trong cuộc sống, vươn lên trong học tập. Sáng nay ngày 5 tháng 9, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 87 ngày 5 tháng 9 năm 2024, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, tập trung các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Dự báo từ sáng mai, bão ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16. Từ đêm mai ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10, 12, giật cấp 13, 14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền, khả năng bão gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển và ven biển, gió mạnh và mưa lớn diện rộng trên đất liền.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm tra đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão, với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường các biện pháp chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Ngày 5 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành công điện số 14 về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện số 17 ngày 3 tháng 9 triển khai các giải pháp trọng tâm ứng phó với bão số 3, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp các ngành địa phương. Ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín, đồng thời chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng chưa đến kỳ thu hoạch. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng trên 45.000 ha lúa mùa đã chín, đến chiều ngày 4 tháng 9 đã thu hoạch được khoảng 13.000 ha. Để việc thu hoạch lúa mùa đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, tránh được thiệt hại do mưa bão gây ra, ngành nông nghiệp đã có công văn đề nghị các địa phương huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ khi thời tiết chưa có mưa, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên và các cây trồng khác đã đến thời điểm thu hoạch. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng và công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng phó với bão số 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân địa phương hoạt động trên các ngư trường chủ động ứng phó và tìm nơi tránh trú. Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện có 6.116 phương tiện tàu thuyền với 19.901 lao động thường xuyên hoạt động trên biển. Tính đến chiều ngày 5 tháng 9 đã có hơn 5.200 phương tiện với 14.551 lao động đã vào các vị trí tránh trú bão trong và ngoài tỉnh. Số phương tiện trên đã nắm được thông tin vùng áp thấp và bão, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình. Tình trạng kháng thuốc tại Việt Nam đang ở mức báo động, đặc biệt là với các bệnh lao, sốt rét và nhiễm trùng từ bệnh viện. Đây là thông tin tại hội nghị bàn tròn cấp cao về kháng thuốc do các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vừa tổ chức. Kháng thuốc là tình trạng các vi sinh vật như vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng kháng lại thuốc kháng sinh, khiến các loại thuốc này giảm tác dụng, thậm chí không còn tác dụng. Kháng thuốc hiện nay cũng giống như một đại dịch, là mối đe dọa lớn với con người, động thực vật và môi trường. Hiện kháng thuốc là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, trực tiếp gây ra hơn 1 triệu ca tử vong mỗi năm. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương được coi là điểm nóng về kháng thuốc, trong đó Việt Nam xếp thứ tư trong khu vực về tỷ lệ kháng thuốc. Việt Nam đã xuất hiện vi khuẩn đa kháng, kháng hai nhóm kháng sinh và toàn kháng, kháng với tất cả kháng sinh. Chính vì vậy, trong khi tại nhiều nước, việc sử dụng kháng sinh thế hệ 1 vẫn điều trị hiệu quả, tại Việt Nam đã phải dùng kháng sinh thế hệ 3 và 4. Sự lạm dụng thuốc kháng sinh quá mức chính là nguyên nhân gây ra tình trạng kháng thuốc đáng báo động. Theo thông tư số 03 và 04 của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng điện thoại 2G only. Việc tắt hoàn toàn sóng 2G nhằm tận dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ viễn thông hiện đại hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà mạng và quốc gia. Theo thông tư số 03 và 04 của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao, chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị M2M hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nha Gian, DK. Đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026, hệ thống 2G sẽ ngừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Việc tắt hoàn toàn sóng 2G nhằm tận dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ viễn thông hiện đại hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà mạng và quốc gia, qua đó cải thiện chất lượng hệ thống mạng 4G, tối ưu chi phí vận hành và khai thác phục vụ tốt hơn cho người dân. Trước trận mở màn giải giao hữu LB Bank Cup 2024 với đội tuyển Nga diễn ra vào 20 giờ tối nay, ngày 5 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đầy phấn khích, sẵn sàng bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất với mục đích tạo nên màn trình diễn hay tại Mỹ Đình. Mặc dù Nga là đội bóng có đẳng cấp rất cao và đứng vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng FIFA, trên Việt Nam 82 bậc, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không hề lo lắng, giữ tinh thần tự tin và lạc quan. Mặc dù không có sức ép nào về mặt kết quả đặt lên thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, tuy nhiên, những người yêu bóng đá Việt Nam sẽ cần một màn trình diễn đáng xem với sự nhiệt huyết, chắc chắn trong phòng ngự và mạnh lạc khi tấn công. Họ cũng muốn xem cách đội tuyển ứng phó với đối thủ vượt trội cả về đẳng cấp lẫn thể hình, cách di chuyển khi có và không có bóng. Về phía đội tuyển Nga, tuy huấn luyện viên Valery Karpin khẳng định hoàn toàn nghiêm túc cho giải đấu, nhưng việc không có đội hình tốt nhất lại gặp khó khăn về sân bãi, thời tiết, chênh lệch múi giờ và sử dụng đội hình lắp ghép, có thể họ sẽ không đạt phong độ như mong đợi.
Đây chính là cơ hội để đội tuyển Việt Nam gây ra những khó khăn và biến trận đấu vốn chênh lệch trở nên đặc biệt thú vị. Việt Nam và Nga chưa từng đối đầu với nhau, điều này khiến đội quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik trở thành ẩn số đối với các vị khách đến từ xứ Bạch Dương. Trong khi đó, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ, ông đã theo dõi rất nhiều các trận gần đây của Nga, đồng thời có nhiều buổi họp phân tích đối thủ, qua đó lên kế hoạch tối ưu cho trận đấu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.